Em được ngồi một giữa khung cảnh rất là đẹp và được ngồi cùng người em thương, được nắm tay người em thương và cùng nghe một bản nhạc rất là hay. Bây giờ thì em đã điều ước của em ấy đã thành hiện thực rồi. Bây giờ thì mình cùng cảm nhận. Anh đừng nói gì nhá, mình cùng cảm nhận thôi. Đây là không gian mùa xuân. Thì nó cũng giống như em vậy. Từ khi em biết anh cho đến bây giờ thì em luôn cảm giác ở trong tim em rộn ràng như không khí mùa xuân vậy. Anh ngồi nhá. Tên của anh đã được em thể hiện khắp nơi ở trên sân khấu từ đầu chương trình luôn. Đó là năm từ khóa. Ghép chữ cái đầu của năm từ khóa lại có tên Lô Han. Oh. Liều ồ học yêu anh em chúng ta nhìn vậy nhưng không phải vậy. Lô Han hay phết. Bất ngờ, anh cảm ơn em. Và cái thứ hai đó là anh Nguyên, tên đó là tấm thiệp ở trong phần quà, có trái tim Hin, trái tim Han. Han trái tim, nhưng mà Han. Anh nghĩ là tất cả mọi người đều nhận được trái tim đó, đúng không? Không. Như em chia sẻ ban đầu, tên quán của em và cái tên đấy em lấy ý tưởng Lô Han. 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 Anh biết tại sao em làm vậy không? Vì từ khi biết anh cho đến hiện tại thì trong đầu em chỉ toàn Han, 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 Lô Han. Còn em thì từ khi em biết anh là ở trên chương trình, anh tham gia chương trình và em thích anh cũng là ở chương trình. Đó là cái tập mà chị Hoàng Anh được tỏ tình. Em thấy anh dành sự quan tâm cho chị đấy rất là nhiều. Và em xem em thực sự lúc đấy em muốn những cái tình cảm đấy là dành cho em chứ không phải là một người khác. Vì vậy em đã yêu một người mà em không hề quen biết và em cũng chưa gặp bao giờ. Em chỉ có thể thấy qua màn ảnh và em cảm thấy mình thực sự ngu ngốc và vô vọng. Vì vậy hôm nay em đã đến đây. Ngay khi mà cái lúc mà em thấy anh dành tình cảm cho chị Hoàng Anh rất là nhiều ấy, thì em đã nghĩ trong đầu và em đã nói câu ước gì sự quan tâm đó là dành cho em. Em đã tìm hiểu những cái mà anh đã từng nói, đã từng chia sẻ. Và như ở đầu chương trình ấy, thì em có từng nói là em rất thích che chở cho người khác và em cũng muốn che chở cho người em yêu. Em có một bờ vai này, nếu mà người em yêu cần thì em sẽ dành bờ vai này cho người em yêu. Và em nghĩ là anh cũng có đôi lúc cần một bờ vai. Và khi anh cần, em hứa là em sẽ đến bên và xóa tan mọi mệt mỏi của anh. Em hứa. Chợt khẽ hát vu vơ câu tình ca. Ngày em bước đến thật gần nơi anh. Là anh đã biết rằng anh yêu em.
Anh xé tay ra đi. Anh có biết tại sao ở trên bàn tay lại có những kẽ hở như này không? Anh nghĩ là để em định nói là có một bàn tay khác nắm vào đúng không? Anh phải bỏ ra chứ. Em cảm giác nhá, từ đầu chương trình nhá, em định nói cái gì thì hầu như là anh sẽ nói. Anh hiểu em đúng không? Đấy là những điều anh đoán thôi và anh đoán không, gì cũng đúng à? Anh không hẳn đâu, nhưng mà anh đối với những người khác, những người bạn mà anh gặp thì xác suất cao là anh cũng cảm nhận đúng về người đó. Em đã từng nghe ở đâu đó một câu hỏi, đó là liệu người ta có yêu nhau qua cái nắm tay. Anh nghĩ sao? Có thể. Em cũng nghĩ là có. Bởi vì từ khi biết anh, em đã vượt qua rất nhiều những khó khăn. Và em đã quyết định bay vào đây hơn 1.700 km để gặp anh, để đổi được cái nắm tay này, và để em nhận ra rằng trái tim mình loạn nhịp vì điều gì. Và nghe bài hát này ấy, thì một khung cảnh trong mơ đã hiện ra trong đầu em, là em được ngồi một giữa khung cảnh rất là đẹp và được ngồi cùng người em thương, được nắm tay người em thương và cùng nghe một bản nhạc rất là hay. Bây giờ thì em đã, điều ước của em ấy đã thành hiện thực rồi. Bây giờ thì mình cùng cảm nhận. Anh đừng nói gì nhá, mình cùng cảm nhận thôi. Muốn bên em tới già, cầm tay mình bước trên con đường hoa. Tay người nắm mãi không xa rời, hạnh phúc đâu xa, chỉ có đôi ta là đủ rồi. Ngày mà anh có em chỉ cần thế thôi, là anh hạnh phúc rồi. Khi nghe bài hát thì anh cảm nhận được gì? Anh đang nghĩ xem em nghĩ gì. Anh đoán em nghĩ gì? Anh nghĩ là em có mong bài hát này kết thúc sớm không? Chắc chắn là không rồi. Là em muốn nó dài hơn đúng không? Muốn bên anh tới già. Thì anh đang nghĩ như thế.